Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ cùng nhau đến với lại bài 6, một bài thơ rất là hay trong quyển tiếng Việt tập 2 lớp 1, bài thơ Giờ ra chơi. Các bạn cùng nghe mình đọc bài thơ này nhé. Giờ ra chơi, trống báo rờ ra chơi, từng đàn chim áo trắng xếp sách vở mau thôi, ủa ra ngoài sân nắng. Chỗ này đây bạn gái vui nhảy xê nhịp nhàng, vòng quay đều êm ái, bạn tiếng cười hòa vang. Đầu kia ấy bạn trai đá cờ bay vùng vút, đôi chân móc rất tài, tung nắng hồng lên ngực. Giờ chơi vừa chấm dứt, đàn chim non vội vàng xếp hàng nhanh vào lớp, bài học mới sang trang. Bài thơ của tác giả Nguyễn Lạc Thắng các bạn nhé. Chúng ta cùng trả lời những câu hỏi như sau. A. Những trò chơi nào được nói tới ở trong bài? B. Những từ ngữ nào cho biết các bạn chơi trò chơi rất giỏi? C. Giờ ra chơi của các bạn như thế nào? Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau mở vở ô ly ra và viết những câu trả lời vào trong vở nhé. Câu A. Các trò chơi được các bạn đi chơi và nhắc đến trong bài đó là trò gì nhỉ? Nhảy dây đúng không? Đá cầu đúng không nào? Những từ ngữ nào cho biết các bạn ý chơi rất giỏi nhỉ? Nhịp nhàng, vun vút, rất tài. Tiếp theo là gì nhỉ? Giờ ra chơi của các bạn như thế nào? Giờ ra chơi của các bạn rất là vui đúng không? Tuy nhiên rất là nhanh thôi, chỉ một chút thôi. Sau đó thì các bạn lại phải quay lại về lớp học của mình đấy các bạn ạ. Phần 3. Tìm ở cuối các dòng thơ những tiếng cùng gần với nhau, trắng hoặc nắng. Ví dụ như gì nhỉ? Trắng này, nắng này, nhàng, vang này, trai tài này, vàng trang đúng không nào các bạn? Học thuộc khổ thơ thứ hai và thứ ba, các bạn nhớ về nhà học thuộc khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba nhé. Bài 6 là phần trò chơi, nhìn hình đặt tên trò chơi. Ở đây là mình có trò chơi, hai trò chơi là trò chơi đuổi bắt và trò chơi bịt mắt bắt xe đúng không nào? Ok, thời lượng của video hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai với lại những phần tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.